tôi chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Giờ Cách Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Tôi là Ngọc Quý và ở phần 2 của chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng đến với những thông tin thị trường đáng chú ý. Và mở đầu phần điểm tin, chúng tôi mời quý vị cùng đến với những tin tức trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, tính đến hết tháng 6 năm 2016 thì công ty cổ phần tập đoàn Vingroup mã là VIC đã đạt doanh thu là 24.237 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thì doanh thu từ hoạt động mở rộng quy mô và hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ đóng góp tỷ trọng lớn nhất. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 2.925 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành gần 98% kế hoạch đề ra tại đại hội cổ đông. Tập đoàn cũng công bố nghị quyết chia thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ là 22,5% theo hình thức là bằng cổ phiếu. Như vậy thì VIC sẽ phát hành 484,4 triệu cổ phiếu để chia thưởng. Thời gian thực hiện dự kiến là trong quý 4 năm 2016. Và vốn điều lệ sẽ được tăng lên thành 26.377 tỷ đồng sau khi phát hành đợt cổ phiếu này, thưa quý vị. Thưa quý vị, công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú mã là MBC đã công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2016. Theo đó thì doanh thu thuần của tập đoàn trong kỳ đạt 2.665 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức lãi gộp trong kỳ chỉ đạt 193 tỷ đồng, tức là giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái do giá bán hàng tăng. Và chính vì lẽ đó thì lợi nhuận thuần của tập đoàn đã âm gần 62 tỷ đồng. Cùng kỳ, MBC cũng lỗ thuần hơn 58 tỷ đồng. Và thưa quý vị, tuy nhiên nhờ vào hoạt động khác trong kỳ đã mang về khoản lãi 67 tỷ đồng, giúp cho lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt hơn 3 tỷ đồng. Cùng kỳ năm ngoái, tập đoàn này đã lỗ khoảng 14,6 tỷ đồng. Và lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần của công ty đạt 4.716 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 20,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 86% so với nửa đầu năm 2016, thưa quý vị. Thưa quý vị, Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC, thành viên của nhóm Ngân hàng Thế giới, mới đây đã phê duyệt gói tài chính trị giá là 125 triệu đô la Mỹ nhằm giúp cho VB Bank mở rộng vốn vay cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như là doanh nghiệp siêu nhỏ, đặc biệt là những doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và hỗ trợ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu phát triển các cơ hội thương mại quốc tế. Và theo đó thì gói tài chính IFC sẽ cung cấp cho VB Bank bao gồm khoản vay vốn trị giá 100 triệu đô la Mỹ, hạn vay 5 năm và khoản tài trợ thương mại trị giá là 25 triệu đô la Mỹ. Khoản vay dài hạn sẽ được chia làm 2 hợp đồng và mỗi hợp đồng trị giá là 50 triệu đô la Mỹ. Và hợp đồng hợp vốn lần nhất đã được ký vào tháng 8 năm 2016 này với các bên đồng tài trợ là IFC và ngân hàng Cathay United, CUB, và hợp đồng lần 2 dự kiến sẽ ký kết vào đầu quý 4 năm 2016. Tính riêng trong năm 2016 này thì khoản vay dài hạn cấp cho VB Bank là khoản cho vay lớn nhất của IFC cho một ngân hàng tại Việt Nam. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, tập đoàn dầu khí ExxonMobil hôm qua đã cho đóng cửa nhà máy lọc dầu lớn thứ tư tại Mỹ thuộc bang Louisiana sau khi bang này bị tấn công bởi cơn lũ lịch sử khiến hàng chục người thương vong trong những ngày qua. Và hiện các nhà máy lọc dầu tại bang Louisiana chiếm đến 18% sản lượng dầu của toàn nước Mỹ. Riêng nhà máy lọc dầu Baton Rouge của Exxon nằm ở lưu vực sông Mississippi có sản lượng hơn 500.000 thùng mỗi ngày, bao gồm các sản phẩm như là xăng, dầu diesel và một số loại nhiên liệu khác. Tập đoàn Exxon buộc phải đóng cửa nhà máy này nhằm tránh việc cơn lũ kỷ lục có thể ảnh hưởng đến các kho lưu trữ. Và tại nhà máy Baton Rouge thì chỉ tính từ đầu tháng 8 đến nay, mực nước đã dâng lên đến hơn 22 inch, tương đương với hơn 56cm. Theo Cơ quan Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ thì mực nước cho phép ở ngưỡng thông thường chỉ vào khoảng là 19 inch. Và hãng thông tấn AP cho biết hiện khoảng 20.000 người đã buộc phải sơ tán và hơn 10.000 người khác phải lánh nạn tại khu vực an toàn nằm ở phía nam của bang Louisiana. Và thưa quý vị, cùng chiều với sắc xanh trên thị trường chứng khoán thì giá vàng thế giới tiếp tục kéo dài đà tăng sang phiên thứ tư liên tiếp sau khi đón nhận biên bản cuộc họp tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Cụ thể thì tính đến 8 giờ sáng ngày 18 tháng 8 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đã nhích nhẹ 0,3% lên mức là 1.351 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng trên thị trường Mỹ cũng tăng thêm 0,6%, đạt mức là 1.356 đô la Mỹ một ounce. Và cũng trong phiên này thì đi ngược với đà tăng của giá vàng và thị trường chứng khoán Mỹ, đô la Mỹ lại giảm so với các đồng tiền chủ chốt trong giỏ tiền tệ quốc tế sau khi chuyển động theo cả hai hướng của biên bản họp Fed.
Chốt phiên thì đô la Mỹ giảm 0,1% so với đồng yên xuống còn 100,25 yên đổi 1 đô la. Và theo thông tin từ biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed, các nhà hoạch định chính sách đang tranh cãi quanh lộ trình nâng lãi suất trong ngắn hạn, nhất là trong bối cảnh vẫn còn trông chờ nhiều về các dữ kiện kinh tế và thị trường lao động Mỹ. Theo số liệu của CME Group, thì tỷ lệ dự đoán Fed nâng lãi suất vào tháng 12 tới đây hiện đạt 47%, tức là giảm so với mức 58% trước khi biên bản họp Fed được công bố vào hôm 17 tháng 8. Thưa quý vị, theo báo cáo quý 2 2016 của hãng phát triển phần mềm và game Tencent có trụ sở tại Trung Quốc, thì doanh thu của hãng này đã tăng 47% so với cùng kỳ. Đây là tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây của tập đoàn. Nhờ vào mảng kinh doanh về mạng xã hội, trò chơi online và phim ảnh, Tencent có được doanh thu trong quý 2 lên đến là 1,64 tỷ đô la Mỹ, vượt xa dự đoán của các chuyên gia. Theo Bloomberg, Tencent có được mức doanh thu lớn nhờ vào việc mua lại Supercell, hãng sở hữu thương hiệu Clash of Clans nổi tiếng đang thu hút doanh thu lớn và ổn định. Ngoài ra, thì Tencent cũng đang sở hữu Riot, công ty đang sở hữu game League of Legends, hiện cũng đang thu hút hơn 5 triệu người chơi trên toàn cầu. Tiếp theo, chúng tôi mời quý vị cùng cập nhật những thông tin về thị trường chứng khoán thế giới. Thưa quý vị, chứng khoán Mỹ phủ sắc xanh trong phiên ngày 17 tháng 8 sau khi đón nhận biên bản cuộc họp tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Các nhà hoạch định chính sách vẫn xoay quanh nhiều tranh luận quanh việc nên hay là không nên tiến hành một đợt nâng lãi suất trong cuộc họp tháng tới đây. Và sắc xanh bao trùm cả 3 chỉ số chính trong phiên này, chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq tăng lần lượt từ 0,03 đến 0,19%. Biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed cho thấy trong khi một số nhà hoạch định chính sách nhất trí phải cần thêm một số dự kiện kinh tế nữa mới có thể tiến hành tăng lãi suất, thì một số khác lại kỳ vọng Fed sẽ sớm tăng lãi suất trong kỳ họp sắp tới. Riêng đối với cổ phiếu ngành hàng tiện ích vốn sẽ hưởng lợi nhiều nếu Mỹ duy trì lãi suất thấp đã bật tăng đến 1,5% trong phiên này sau khi biên bản được công bố. Và chỉ một vài mã trong nhóm này đỏ sàn do đối diện với thông tin tiêu cực về việc cắt giảm dự báo lợi nhuận cả năm của doanh nghiệp. Ví dụ như là trong nhóm cổ phiếu thiểu số này thì có cổ phiếu của Target và Lowe đều đồng loạt giảm trên dưới là 6%. Còn cổ phiếu của công ty công nghệ Cisco cũng mất hơn 1% trong phiên này sau khi doanh nghiệp này tuyên bố cắt giảm đến gần 7% nhân sự trong toàn hệ thống trong thời gian tới. Và tiếp theo, chúng tôi mời quý vị cùng cập nhật những thông tin về thị trường chứng khoán châu Á. Thưa quý vị, diễn biến trái chiều với phố Wall đêm trước, chứng khoán Á gần như chìm vào sắc đỏ trong phiên ngày 18 tháng 8. Khép phiên giao dịch ngày 18 tháng 8 thì tại châu Á chỉ duy nhất chỉ số Kospi của Hàn Quốc xanh sàn, còn cả 3 chỉ số chính còn lại đều nằm trong đà giảm. Riêng thị trường Nhật Bản giảm sâu nhất với hơn 1,5%, thưa quý vị. Và trong phiên giao dịch tại châu Á thì tỷ giá đồng yên đã tiếp tục bật tăng mạnh ở mức là 99,92 yên đổi 1 đô la Mỹ. Cũng trong phiên hôm nay, thị trường Nhật đón nhận tin xấu khi kim ngạch xuất khẩu đã giảm sâu đến 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ báo này đã chạm đáy thấp nhất trong vòng 7 năm qua và các nhà xuất khẩu chủ lực tại Nhật đã không tránh khỏi được tác động tiêu cực và trở thành một trong những nhân tố chính kéo thị trường chìm sâu. Ví dụ như cổ phiếu của Toyota, Nissan và Mazda đều đỏ sàn và mất điểm từ hơn 1% đến gần 3%. Còn tại Úc thì nhóm ngành tài chính vốn đóng vai trò chủ lực trên thị trường chứng khoán đã giảm gần 1% trong phiên này, khiến cho chỉ số SX200 khó tránh được một phiên đỏ sàn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 2 của chương trình Giờ Kết Sổ ngày hôm nay trên kênh truyền hình FBNC. Chúng tôi mời quý vị cùng nghỉ giải lao trong ít phút trước khi quay trở lại với phần 3 của chương trình và đến với phần bình luận chuyên sâu về phiên giao dịch ngày 18 tháng 8 của chuyên viên chứng khoán đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng.